Đây là cái vấn đề để cho sao nó đi nó nhanh hơn mình đúng không? Lớp này lớp thì mình là lớp 1 và lớp 2 thằng hai cùng 1 với cùng 3 nên có lấy cùng 1 thì thay cũng mất tính đó đấy, và cái cùng 2 lấy là 2 thì cũng mất tính đó, tức là 1 mà nhé, tức là 1 bằng 1 cùng 2 cùng 1, tức là cái công thức này 4 bằng đúng không? Thì thằng thứ nhất 1 và lấy 1 thế là 1 phần 4 ở công thức đó. Nên là tương tự thằng số 2, 2 tức là 2 phần 4 cộng 2 đó. Sau này ví dụ chia chia ví dụ như trong một cái list chẳng hạn, nó có nhiều vùng nhỏ nhỏ khác nhau, lúc khác nhau là dấu một cái hình thái được cái tỷ lệ ví dụ gấp đôi gấp ba như đó, mình dùng cái thức mình bỏ nào ví dụ 3/4 hoặc 5/4 rồi đó, mình dùng thức bỏ nào. Thì đối với những cái display khác đó, như blog chẳng hạn đó, cái cổ điển đó, thì việc mà để align một cái, tức là một cái layout như vậy thì có thể là ví dụ như đây, display viết quyền này là chị này, nhưng blog là lấy một hồi rồi, display viết quyền. À, tức là nó sẽ dần dần hai bên place start place end center phân biệt là hai cái khác nhau này, khi mình thấy nó sẽ có một cái khoảng trọng như thế này. Khi mình hai cái này á, thì ít mình sẽ ít dùng hơn là sáu ba này bốn này, đặc biệt nhất là center. Thì cái sinh tắc thẳng đó, tức là mình phải đứng ở cái của mình là, tức là cái thằng chứa đó đó, đó thằng chứa có nick lại lấy đó, thì mình mới dùng được cái thuộc tính này, dùng được cái logic này trước thì phải dùng lên là thay dùng ngang nè. Còn thế thì dọc được không? Đây, thay thì dọc. Nếu như theo chiều dọc mà đối với block thì rất là khó để làm phát triển một tô không thể ấy, thì sẽ có cái một tô cùng đây là và có một cái mới nữa, tức là mặc dù á cái list mình có set hai cho nó thành con đấy, đó nó thành con này, bốn hai thành con này, nhưng mà dùng set á tự động hai bằng hai rất là tiện. Nếu như các bạn làm một cái clip chẳng hạn, một cái layout chẳng hạn có hai được đúng không, và nội dung cũng trái nhỏ ít hơn nội dung cũng phải, nhưng mà muốn cái bộ đường của hai thằng chứa nó bằng nhau thì có hình dung đó, cứ hình dung có hai cái cột nội dung bên trái ít hơn bên phải đó, một hai nội dung đó có cái bộ đường đi thì thấy bình thường á, thì có phải hai bộ đường đó sẽ bằng nhau thì cao nó bằng nhau, nhưng mà nếu mình check thì cao nó sẽ bằng nhau đó, là một cái cũng rất là hay dùng. Nè, baseline nè, đây là cái trường hợp này viết chạy ra thêm on, tức là ví dụ trên header, ví dụ trên header đây có rất là nhiều đây, ví dụ trên header đây, đây là header này có nhiều cái icon này, nhưng mà đây cái icon cũng bằng nhau, nó như icon nhỏ có cái icon nhỏ hơn to, nhỏ hơn to đó, lớn cao thấp khác nhau rồi đúng không, thì buộc lòng mình phải để đánh nằm trên một cái hàng ngang này, tức là cái cần tay nó thì nó bất tình cũng dễ đi, có bất tình A, có cái hai khác sau bất tình B đó, thì nếu như nó căng khác nhau thì nó sẽ đẩy chỉnh lại, chỉnh xuống lên xuống. Nếu như mà nếu mình làm đây thì mặc dù á cái bề ngoài nó có thể to hơn, nhưng mà cái tay nó vừa cũng bằng nhỏ, nó ngang nhỏ ấy, nó giống hàng ấy, nó có thể để thân nhé, một phần đó là ví dụ như form á, mấy cái form ví dụ như bên đây sẽ có cái mặt đen này, bên có cái form của này, thì nó buộc là hai cái mặt trông nó phải ngang nhau không, hai cái tay phải ngang nhau
sử dụng này là cái nhà này. Position. Và như ngày hôm nay là position về fix và absolute là cái phần trên thì mình nói là có là mình sẽ làm sẽ ra để thực hành cái phần về position, phần về display đấy, căn chỉnh gì đó và biết được là cái thuộc tính là cái rotate là cái direction là xem như thế nào. Tức là cái cầu cái clip mà có cái hình đó qua clip mà có cái mét ra màu cam và cái chữ ba cam này á thì mình phải dùng clip phải flash để làm gì để mình sử dụng được là cái chất từ hai content center và hai content center tức là căn căn cái dọc này.
đưa cái tỷ lệ này vào bên trong chính trị đó, thì bắt buộc á cái thằng mà chứa nó là phải biết là đấy, nếu mà mình sử dụng hai cái này trước phần hai center và đây hai tổng center đó. Nhưng mà cái đó không có thì mình lấy cái hai cũng không.